Hvordan vil du huskes som en hage? Purpur, alunrot og kaprifol. Campanula, lille prestekrage. Skvalderkål og høymuggel og hornfjord. Skiftevis i skygge og i lys. Sein et år, men neste sommer. Hjemfør sleipe snegla for makk. Tørr og gjerrig når den låder brak. Gav mild når den slapp å være tørs. Hvordan vil du huskes som det hus? Med fru deprimert på utbygd loft. Overfrøken lær seg lett beruse. Samboer med lille frøken soft. Innerst inn i gangen madame hurpe. Viser vi kontroll mor ganger to. Nærmest døra frøken hygge. Vekk i vekk med fru har ikke tid. I kjelleren ei mamma som var god. Hvordan vil du huskes? Hvordan vil du huskes? Hva vil du de skal finne i dine skap? Usannsynlig vakre, usannsynlig vakre sko som du må ha kjøpt med tap. Hva vil du de skal finne i dine brev? Bare at jeg levde. Levde som jeg måtte leve. Em Thanh Hà xin được chào các bác đam mê và yêu nhạc ở trên khắp cả nước ạ. Và hôm nay thì em xin được giới thiệu đến các bác về một cái cặp loa đến từ nước Pháp và có tên mã sản phẩm là GM Lab DB19 Polyglass. Và với những cái cặp loa đến từ nước Pháp thì cá nhân em đánh giá thì nó đều cho cái chất âm nhẹ nhàng trữ tình và nó mang một cái gì đó mộc mạc và rất là thật. Nhìn chung thì các cái sản phẩm không có riêng gì loa và được sản xuất hay được thiết kế tại một nước nào đó thì chịu ảnh hưởng rất là nhiều từ những cái con người cũng như là văn hóa từ cái nước đó. Trước tiên là một cái sản phẩm muốn sống tốt và phát triển được ở trên cái thị trường đó thì nó phải sống tốt và phát triển được ở trên cái nước sở tại. Vì vậy mà cái cặp loa này chịu ảnh hưởng rất là nhiều từ những cái con người châu Âu nói chung và đặc biệt là những cái con người nước Pháp rất là nhẹ nhàng, rất trữ tình và rất là lãng mạn. Khi cặp loa này về đến Việt Nam thì bản thân em đánh giá thì nó sẽ thích hợp cho các bác chơi các cái dòng nhạc nhẹ của Việt Nam như là nhạc vàng, bolero hay là hòa tấu. Loa về hình thức thì còn rất là đẹp, không có xước sát hay là cong vênh gì. Một cái cặp loa này cũng khá là lớn, không biết là nên được xếp vào loa thùng hay là dòng loa Puxel tại vì nó rất là cao, rất là to. Loa thì sở hữu chiều cao là 52,5 và chiều ngang thì là 29 và chiều sâu thì là 31,6. Và cặp loa này thì sở hữu hai đường tiếng, một bát là màng cát đường kính là 25cm và một chiếc lõm đường kính là 4,5cm.
được thiết kế theo cái chiều hướng là lộn ngược, có nghĩa là bát thì được đặt phía trên, tép thì ở phía dưới và lỗ thông hơi thì đặt ở dưới cùng ạ. Cặp loa này thì có chiều kháng là 8 ohm và độ nhạy thì là 93,5 decibel, có công suất thì là 70W và max công suất thì là 100W. Các bác yêu thích cái sự mộc mạc chi tiết thì nên cân nhắc đến cái cặp loa này. Với cái mức giá 12 triệu thì các bác sẽ sở hữu cho mình một cái cặp loa đến từ châu Âu có tên tuổi ở trên cái giới chơi audio và được cái giới chơi audio đánh giá rất là cao từ cái dòng Gymnast, cái dòng Focal này ạ. Các bác có nhu cầu mua sắm cũng như là order hàng Nhật thì hãy liên lạc trực tiếp với em qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua fanpage em để ở phần mô tả nhé. Và em xin được dừng cái video này tại đây. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ. I was dancing with my baby to the Tennessee waltz when an old friend I happened to see. I introduced him to my baby, and as they were dancing, that friend stole my sweetheart from me. I remember that night in the Tennessee waltz. It's only now I realize how much I've lost. Yes, I lost my pretty baby the night the band was playing that beautiful Tennessee waltz. I was dancing with my baby to the Tennessee waltz when an old friend I happened to see. I introduced her to my baby as they were dancing. That friend stole my sweetheart from me. I remember that night, I remember that a Tennessee waltz, but it's only now I realize just how much I've lost. Yes, I lost my pretty baby the night the band was playing
that beautiful Tennessee waltz. That beautiful Tennessee waltz. That beautiful Tennessee waltz.